Pháp hành của Phật giáo, băng giảng thứ 12, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Thân định trên tâm mà tâm định trên thân rồi, thân tâm nó thành ra một khối duy nhất của định rồi. Thì bắt đầu hướng tâm, thầy nhắc. Bây giờ cái hộp này nè, bay lên, thầy chỉ ra lệnh như vậy. Lần thứ nhất nó không bay, lần thứ hai không bay, lần thứ ba không bay, lần thứ tư nó bay lên. Tức là cái đạo lực của thầy ấy, nó đã truyền lệnh được nó bay lên. Nó có một sức mạnh vô hình đẩy cái này. Bắt đầu thầy thấy cái hộp này nhẹ, nó bay được. Chưa chắc là cái ca này nặng hơn nó bay được. Thầy báo. Thầy cũng nhập vào trong cái định đó. Tức là cái định mà thầy đã phá thọ rồi, nó không còn đau nữa đó. Thân tâm của thầy đều lặng tan hết. Thầy mở hướng tâm thầy nhé. Cái ca đựng nước này bay lên. Thầy chỉ ra lệnh như vậy thôi. Thứ nhất nó không bay, nó nặng quá, nó không phải như cái hộp này. Bây giờ cái hộp này thầy bảo nó bay liền, nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái này nó nặng, thầy bảo chưa? Thầy bảo lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cái ca nước này nó bay lên như thường. Đó là chúng ta tu tập cái đạo lực để mà chúng ta thực hiện tam minh để chúng ta làm chủ khác. Như vậy là cái pháp này thầy làm chủ không? Nói thầy làm chủ, không làm chủ sao thầy bảo nó bay, nó bay. Như vậy thì rõ ràng là thầy làm chủ pháp chứ. Cái đồng hồ này thầy bảo bay, nó bay. Thầy bảo cái nhà này bay lên, giờ ra ngoài ký ở. Cái nhà này tự nhiên nó bứng gốc nó đi rồi, cái nó nằm. Thì như vậy là thầy làm chủ được pháp chứ. Cho nên Đức Phật nói, khi mà một cái người mà tu tập tứ như ý túc đó, thì cái tay của họ rờ mặt trăng mặt trời chơi, chứ không phải là mặt. Nghĩa là họ ngồi đây họ rờ mặt trăng mặt trời. Thì trong cái quãng mà trên cái 4 niệm xứ này, để mà thực hiện các pháp, mà làm chủ được các pháp đó, thì các thầy thấy từ cái thân thọ tâm pháp mà chúng ta tập đặt tất cả các cái pháp ở trên đó để mà tu tập làm chủ chứ gì. Thì bây giờ tới trên các pháp để mà tập làm chủ các pháp thì cũng phải có một quá trình tu tập. Cho nên chúng ta làm chủ nó là chúng ta phải sai nó, phải nghe theo lệnh mình. Cái bàn này bay là nó bay, phải không? Dù nó nặng bao nhiêu nó cũng phải bay hết. Nó không có truyền lệnh nó là nó phải nghe thôi. Ở đây không phải thần thông, mà cái đạo lực của chúng ta làm chủ vũ trụ, mà một người tâm thanh tịnh mới làm được. Còn bây giờ nghe nói thầy nói như vậy, các thầy nó mong mình tu tập để được mai mốt mình bảo bàn ghế nó bay lộn xộn ở trong nhà này chơi, nó bay qua bay lại coi chơi vô đẹp. Thì cái kiểu đó ngàn đời quý thầy cũng không làm sao mà làm được. Trừ ra cái tâm của quý thầy không có ham muốn cái điều đó nữa thì nó mới được. Còn ham muốn cái điều đó thì không bao giờ có. Ham muốn cái thần thông đó không có được. Cho nên cái tâm này xả hết, ly hết, lìa hết, đoạn hết, không còn tham muốn cái danh cái lợi gì hết. Mà còn tham muốn thần thông thì các thầy biết cái gì? Cái danh, thì danh mình là người siêu việt. Nhưng mà cái đạo lực của Phật, cái người mà tu mà làm chủ được sự sống chết á, họ bảo cái hơi thở ngưng được thì cái chuyện này họ phải làm được. Bây giờ mình bảo hơi thở mình không ngưng thì mình làm sao mình bảo cái hộp này bay? Mình chưa làm chủ được cái thân của mình thì làm sao mình bay được? Mà làm chủ được cái thân tức là làm chủ được một cái pháp. Bởi vì cái thân chúng ta cũng là một pháp trong vạn hữu mà. Đó. Thì như vậy là trên pháp quán pháp tu về nhân tướng hành tướng của nó. Hành tướng tức là chúng ta bảo vật này bay thì nó bay, cái hành của nó mà. Còn nhân tướng như thế nào? Nhân tướng như thế nào? Bây giờ có một mình thầy ngồi đây vậy, thầy bảo cái thân này phải biến ra một cái thân nữa, ngồi đây cho hai người thì nó ngào nó ngồi đây có thân nữa. Như vậy rõ ràng là vì cái nhân tướng. Cũng như bây giờ đây có cái bàn nè, thầy bảo nè, cái tâm này nè phải biến ra một cái bàn nữa ở đây nè, y như vậy nè, thì nó làm ra một cái bàn để nằm đó. Thầy ngồi đây trơ thầy thấy nó có hai cái bàn rõ ràng, mà hai cái bàn không biết ai làm mà đóng sao mà sẵn, thầy nói ra cái nó có để nằm đó, nó đem đặt đó liền tức khắc. Thì như vậy là thầy tu về cái nhân tướng của các pháp, làm chủ các pháp, sai khiến các pháp. Cho nên trong 4 tứ niệm xứ các con thấy nó đủ hết các pháp của Phật ở trên này, chứ đâu phải là chỉ có 4 niệm xứ này để tu vào thiền định không sao. Cho nên người ta nói về cái tứ niệm xứ, người ta tưởng là mình tu tứ niệm xứ để cho mình nhận, từ đó từ cái 4 chỗ này mình mới được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đâu phải, mỗi cái nơi của nó phải đặt cái pháp gì tu mà cái pháp đó nó sẽ mang được cái kết quả của nó. Cho nên khi mà nó mang được kết quả của nó, thí dụ như tu về hành tướng, tu về trên thân quán thân, tu về hành tướng, thì nó sẽ dứt các pháp ác, nó làm cho thân nó không còn ác pháp. Bởi vì thân hành mà các thầy nghĩ trong thân chúng ta nó có 3 hành động. Hành động của thân á, là hành động của cái thân, rồi hành động của cái khẩu nó cũng nằm ở trong cái thân. Hành động của cái ý cũng ở trong cái thân của chúng ta. Cho nên trong thân của chúng ta có 3 hành động. Cho nên trên thân quán thân là chúng ta tu những cái hành động đó là hành động dứt ác mà tăng trưởng thiện. Những cái hành động đó nó phải thiện. Vì vậy là chúng ta đứng ở trên nhân quả để mà chúng ta thực hiện cái nhân, dứt cái nhân ác mà tăng trưởng cái nhân thiện để tạo thành cái quả thiện. Thì trên thân chúng ta phải tu những cái pháp đó. Cho nên chánh niệm tỉnh giác nè, định vô lậu nè, định niệm hơi thở nè. Phải không? Trên cái thân. Mà tới cái tâm, mà tới cái thọ thì chúng ta lại tu cái định khác rồi. Nó không giống nhau chút nào. Mà tới cái tâm thì chúng ta lại tu cái định khác nữa rồi. Mà nói về các pháp thì chúng ta tu cái gì? Hồi nào đến giờ các thầy được nghe thuyết giảng bằng tứ niệm xứ như vậy không? Có ai dám kết hợp tứ niệm xứ ở trên pháp mà nói rằng cái pháp bay lên, nó bay lên? Như vậy là thầy ở trên cái các pháp mà thầy điều khiển làm chủ. Như vậy là thầy bảo cái thân này chết sống thầy ban làm chủ được rồi. Cho nên trong tứ niệm xứ nó gồm đủ, vì nó thanh tịnh, vì nó đã rửa sạch, nó không còn ô nhiễm nữa, cho nên nó làm được những cái chuyện này. Cho nên tịnh chỉ chứ không phải tịnh để mà chỉ tất cả những, hoặc ngưng tất cả những cái điều kiện khác, làm tất cả những cái xíu việc khác. Các bạn, nó di diệu như vậy mà chúng ta không nỗ lực tu. Chúng ta tiếc gì một cái nhà lầu, tiếc gì một chiếc xe hơi mà không dám bỏ. Mà trong khi chúng ta chỉ thực hiện như vậy, có gì đâu mà khó. Từ cái chỗ dứt ác để tiến vào cái chỗ nhân quả, làm chủ được cái nhân quả thiện ác, để đi đến cái chỗ mà chúng ta điều khiển các pháp ở trong vũ trụ này. Muốn cái gì nó làm cái này. Mà chỉ có cái tâm thanh tịnh mà thôi. Tại sao chúng ta làm không được? Thanh tịnh là nó không giận, không hờn, không phiền não, không tham, không muốn, không gì hết. Bỏ hết. Đời có gì mà chúng ta giữ nó được đâu. Tới cuối cùng chúng ta bỏ thân này mà chúng ta vẫn còn, chúng ta đâu phải mất. Chúng ta còn gì? Cái những gì mà chúng ta tu tập được thì nó còn chứ làm sao nó mất. Đó. Cho nên ở đây thì các thầy thấy từ chỗ mà trên pháp quán pháp, tu về nhân tướng thành tướng của nó và đặc tướng của nó, thì điều là chúng ta thực hiện thành công, thực hiện những cái đạo lực của chúng ta. Cho nên chúng ta điều khiển các pháp. Đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ, nếu mình không làm chủ các pháp thì các pháp nó đến nó xâm chiếm, làm cho tâm mình trở về với cái tâm phàm vô tục tử. Cái thứ hai, mình sai khiến được các pháp, làm cho các pháp theo ý muốn của mình. Cho nên từ đó mà tứ như ý túc, ý mình muốn sao nó làm như vậy. Cho nên bắt đầu từ đó thì tam minh chúng ta thực hiện, thì cái trí tuệ tam minh chúng ta hoàn tất được. Thì các pháp trong thế gian này đối với chúng ta chỉ là một cái chuyện không có đáng kể đối với chúng ta. Nói như bây giờ một cái người mà cái tâm không còn ham muốn cái gì hết, họ tu thực hiện được cái đạo lực của Phật như vậy rồi. Họ đi vào trong rừng không có nhà cửa gì hết, thì họ chỉ cần bảo tại khu rừng này nè, cái tâm phải biến ra một cái nhà có tiện nghi hẳn hoài, đèn điện nước đàng hoàng, thì ngay đó giữa rừng nó hiện lên một cái nhà sạch sẽ, khang trang, màn mùng, chiếu giường gì đầy đủ hết. Chúng ta vô đó mà ngủ thẳng cổng, nghĩa là có cửa cổng gác đóng hoài đàng hoàng hẳn hoài, có 2 thằng lính gác nữa, khỏi sợ trộm cướp, khỏi sợ cọp beo hết. Nghĩa là chúng ta nằm ngủ thẳng cẳng ở trong cái nhà. Nhưng mà sáng hôm sau chúng ta bảo cái tâm này phải dỡ cái nhà dẹp đi, thì ngay đó cái nhà mất tiêu, còn cái khu rừng. Chúng ta ngủ trong rừng mà như là ngủ trong nhà, không phải sướng đâu. Chúng ta muốn cái gì nó được cái nấy. Như vậy là rõ ràng là cái quyền năng của chúng ta đã làm được những chuyện, chứ đâu phải là chúng ta làm. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là mục đích để đạt được, để làm cái chuyện quyền thoại, chuyện mà kêu là mỹ, kêu là trò ảo thuật đó đâu. Chúng ta không có làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà chúng ta nói để mà chúng ta thấy cái năng lực của chúng ta muốn làm cái gì làm. Bây giờ thầy nói như thế này, trên cái nhân tướng của các pháp thì thân của chúng ta là một pháp. Bây giờ chúng ta đã nhập ở trong cái định đó rồi, thì thân của chúng ta như là cái thi ma bất động rồi. Không, chúng ta bảo như thế này nè, chúng ta ra lệnh này. Cái thân này, cái tâm này biến cái thân này làm một thân nữa, thì cái thân này nó biến ra một cái thân nữa, nó ngồi đó mà do cái tâm điều khiển nó ra làm cái thân. Còn bây giờ cái thân này, cái tâm nó nói bây giờ thầy mình ra lệnh nè, cái thân này phải biến làm cái bà. Thì cái thân này các thầy với mấy con không thấy cái thân này nữa, mà chỉ thấy có cái bàn. Cái tâm nó làm cho cái thân này mất tiêu, mà cái thân này nó trở thành cái bàn. Cái đặc biệt của cái pháp tu nó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu ở trên các pháp, mà quán các pháp để mà tu về cái tứ nhĩ túc á, Thì về cái dục như ý túc đó, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm đấy. Còn bây giờ thầy sai như thế này, cái tâm này á biến ra cái bàn, thì cái tâm nó biến ra bàn thì thầy còn ngồi đây, thầy ngồi thầy coi cái bàn, thấy cái bàn, cái tâm nó biến ra cái bàn chứ không phải là cái thân thầy biến. Mà thầy bảo cái thân, cái tâm này biến cái thân này ra cái bàn thì ngay cái thân thầy mất tiêu, mà cái bàn có cái bàn không? Bởi vì nó mình muốn cái gì thì nó làm theo cái nấy. Còn muốn bảo nó cái thân này biến ra một thân nữa thì nó làm thêm một thân nữa. Mà cái thân này muốn biểu nó biến ra một thân thì nó biến ra một thân, mà một thân này biến ra trăm thân, nó biến ra trăm thân. Cho nên trong cái khi mà tu tập á, thì chúng ta cứ dùng pháp hướng nắp nó chưa biến thì nó phải biến, từ cái dễ cho đến cái khó. Như hồi nãy thầy nói, cái hộp này bảo nó bay, nó không bay, nhắc một lần không bay, hai lần bay, ba lần nó bay lên, nó phải bay. Bởi vì mình đã có sự sai khiến được các pháp mà mình, trong khi mình rèn luyện tu tập. Bảo cái lỗ tai quay vô không được nghe âm thanh, bây giờ cái chuyện đó nó quay vô nó không nghe âm thanh, tức là mình đã có quyền lực rồi đó, mình có đạo lực rồi. Không, mình bảo hơi thở ngưng, nó ngưng, tức là nó đã nghe lời mình rồi đó. Thì cái chuyện mà mình bảo cái này nó sẽ tiếp tục nó làm hết, nó làm. Bảo cái hộp này biến ra cái hộp nữa, nó biến y như thường. Chúng ta cầm hai cái hộp chúng ta không biết cái nào thiệt cái nào giả, cái nào mà mới biến đây cái nào cũng giống nhau hết trơn, cầm cái nào cũng y vậy, chúng ta chẳng biết cái nào thiệt cái nào giả. Đó là những cái mà chúng ta sẽ thực hiện tu tập, nhưng không phải để biểu diễn làm cái trò đùa cho thiên hạ coi. Ở đây không phải, chúng ta nhằm mục đích để làm chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt luân hồi, đó là cái chính. Cho nên ở đây chúng ta nỗ lực xả tâm, không nghĩ đến điều này, nhưng mà khi mà tu tới đây rồi chúng ta phải thực hiện. Không có người nào mà tu tới đây mà bỏ tứ niệm, tứ như ý túc, bỏ tam minh, nghĩa là nhập tới định tứ thiền rồi thì thực hiện, phải thực hiện tới. Dù là 1 năm 2 năm chúng ta không phải thực hiện cái này, chúng ta phải tu tập. Thì thầy nói như vậy rõ ràng là trên tứ niệm xứ để chúng ta xác định được 4 cái chỗ mà chúng ta thực hiện được những cái siêu việt của con người, được những cái sự làm chủ sanh tử của nó bằng những cái pháp này. Thì hôm nay nói tóm lược lại cái bài tứ niệm xứ, chứ chưa có giảng gì tứ niệm xứ đâu, mà đây là chỉ tóm lược để thấy chúng ta đứng ở trên cái vị trí của tứ niệm xứ mà thực hiện các pháp, các thiền định. Nãy giờ các thầy thấy chúng ta mới có tu tập, chưa có nói đến cái định, định vô tướng, định bất động, chúng ta chưa có đặt nó ở chỗ nào hết đâu. Nhưng mà sau này ở trên 4 cái chỗ này chúng ta sẽ đặt nó. Chúng ta chỉ nói tóm lược để chúng ta biết rằng chúng ta đặt cái định nào ở trên đó, rồi chúng ta tu kế đó những cái định gì. Như cái định bất động tâm, như cái định nó bất động thân như thế nào, lúc bây giờ thân tâm chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ nào. Bây giờ cái thân nó ngồi thiền mà nút lắc thì chúng ta phải tu cái định đó để cho cái thân nó nút lắc, nó bất động. Thì tất cả 16 cái loại định đều là chúng ta sẽ thực hiện ở trên tứ niệm xứ này hết, không phải chỗ nào. Cho nên thầy nói các con bỏ cuộc đời đi tu mà theo thầy thật sự không có phí đâu. Nhưng mà tại các con chưa có hiểu được cái vi diệu, cái cao quý của Phật. Người ta bỏ hết tất cả những cái thế gian này hết mà người ta nỗ lực người ta thực hiện chính pháp của Phật thì người ta thực hiện. Bởi vì đây là pháp của Phật mà, tứ niệm xứ là pháp Phật mà. Thầy có pháp nào đâu, tứ tánh định của Phật mà. Chứ thầy có pháp nào đâu, thầy là người được thừa kế, được tu tập nó mà thôi. Cho nên bây giờ thầy dạy lại các con, mà hầu hết là các bậc tôn túc hòa thượng xưa nay chưa có triển khai ở trên cái tứ niệm xứ này, cho nên người ta chưa có biết đem cái định ở trên cái chỗ này mà tu tập. Người ta chỉ thấy cái tứ niệm xứ là cái pháp ở đó mà tu tập cái đó thôi. Cho nên họ tu tập cái đó rồi họ tu tập làm sao? Họ không biết ở đó là cái định gì tu hết à. Cũng như trên thân quán thân thì trong kinh Phật dạy như thế này. Trên thân quán thân tu về nhân tướng để khắc phục tham ưu, làm cho mình hết tham ưu thôi. Họ không biết cái... Như vậy là họ chưa biết ở cái lời nói đó là Phật đã xác định cái định gì chưa biết rồi. Họ chưa có biết. Cũng như thầy nói, ví dụ như thầy nói cái định diệt tầm giữ tướng, thì trong khi đó chúng ta vừa hít thở biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, rồi chúng ta biết cái hơi thở dài hơi thở ngắn, thì ngay nói là tôi hít vô tôi biết tôi thở vô, hít vô tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, thì ngay đó người ta biết là cái người đó đang tu cái định giết tâm mà giữ tứ. Còn mình nghe người ta nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì đó là mình nói định niệm hơi thở thì sai rồi. Nhưng cái định niệm hơi thở nó có cái tên là định giết tâm giữ tứ, mà không phải sử dụng nó ở trong cái giai đoạn đó thì gọi là định giết tâm giữ tứ. Còn này người ta nói hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, thì lúc bây giờ nghe nói vậy nói đó là định niệm hơi thở, thì họ cũng nói đúng vậy nhưng mà họ chưa biết đó là cái định diệt tầm giữ tứ. Cho nên thầy nói nhiều khi một cái tên của nó vậy, chứ chúng ta phải biết được nhiều cái vị trí của nó, giải quyết được những cái gì, cái pháp đó nó giải quyết cho chúng ta thoát được cái gì, cái mục đích của nó, cái pháp đó tu nó đem đến cái kết quả cho cái việc gì chúng ta đang tu đó. Cũng như bây giờ mình cầm một cái miếng vẽ, mình lau cái bàn hoặc mình lau cái sàn này, mình lau cái cục gạch này, thì cái cục gạch này nó sẽ được sạch sẽ theo ý muốn mình như thế nào. Thì cái sự lau của mình á, mình biết được mình lau đó nó sẽ sạch cái. Như bây giờ nó có một cái vết bẩn ở dưới cái miếng gạch này, thì cái mục đích của thầy là muốn xóa cho hết cái vết bẩn này, cho nên thầy cầm cái miếng vải thầy lau cho hết cái vết bẩn này. Còn thì thầy lau hoài, lau chừng nào hết thôi, mà nó hết tức là nó thanh tịnh. Thì cái mục đích của cái pháp đó nó làm cho chúng ta sạch cái vết bẩn đó, cho nên chúng ta nỗ lực thực hiện cho hết vết bẩn. Cũng như bây giờ tứ chánh cần nè, thì phải thực hiện cái định chánh niệm tỉnh giác nè, cái định mà niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, thì cái mục đích nó là phải làm cho hết các ác pháp. Cho nên bây giờ ác pháp còn thì chúng ta phải tu tập hoài, chừng nào mà nó hết thì chúng ta mới thôi. Cũng như thầy lau cái miếng gạch có cái vết bẩn, mà cái vết bẩn nó sạch thì thôi, mà nó còn thì lau hoài, lau cho hết. Cái mục đích nó phải làm cho hết cái đó, cho nên cái định đó nó xác định cho chúng ta tu phải làm được cái đó. Cũng như cái định tất cả các định mà tu về tứ như ý túc hay hoặc tam minh đó, thì nó làm cho các pháp phải làm chủ được các pháp, nó không xâm chiếm được tâm mình, tức là vô lậu đạm diệt lâu hoặc. Nó điều khiển nó theo ý muốn của mình, nó thể hiện qua những ý muốn của mình, thì nó phải thực hiện trong cái pháp đó. Nó làm cho mình bảo cái gì, cái vật đó phải nghe theo, thì đó là tứ như ý túc, đó là tam minh. Thì như vậy là rõ ràng là hôm nay trên tứ niệm xứ thì quý thầy được học, được biết được cái vị trí mà chúng ta sẽ tu tập làm chủ được từng cái phần đó. Như đặt trên thân thì phải làm chủ về cái phần của thân, đặt trên tâm thì làm chủ được cái tâm, đặt trên thọ thì phải làm chủ được cái thọ, mà đặt trên các pháp thì phải làm chủ các pháp. Cho nên các pháp là nó rộng rãi, nó mênh mông, mà mình làm chủ được cái pháp này, cái hộp này biểu bay thì cái bàn này phải bay, cái nhà này phải bay đó. Nhưng do đó thì chúng ta muốn như thế nào được như thế này, thì cái nhà này, cái hộp này, cái bàn này bay được, thì thử hỏi cái thân thầy ngồi kiết già, ngồi xếp chân như thế này, thầy bảo nó bay lên hư không, bay không? Bay, bởi vì cái thân thầy cũng là một pháp như cái bàn cái ghế, đâu có gì mà nó là không bay đó. Thì trên cái bước đường tu tập của chúng ta mà chúng ta phải thực hiện cho được những cái điều mà Phật đã dạy. Mà Phật dạy các thầy thấy những cái định này quý thầy đã học hết rồi, chỉ còn bây giờ các thầy cứ nỗ lực tu cho đúng. Thầy nói 3 tháng đến 6 tháng mà quý thầy nỗ lực, chắc chắn là quý thầy phải đạt. Quý thầy nó thấy nó tuyệt vời, Phật pháp hay quá, chỉ có mình đem công mình nỗ lực, mà mình nỗ lực thực hiện được thì nó sẽ đem đến những cái kết quả vừa giải thoát của mình, không còn đau khổ của cuộc đời mình nữa, vừa chấm dứt sinh tử, vừa làm chủ được bệnh, vừa làm chủ được cái sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, hạnh phúc vô cùng, không còn cái gì hạnh phúc bằng. Và điều khiển các pháp theo ý muốn của mình hết, muốn cái gì được cái nấy. Nhưng không phải là chúng ta làm trò hí luận, làm cái trò ảo thuật cho thiên hạ xem. Chúng ta không phải là người cầu danh tầm thường nhỏ họ như vậy, chúng ta là những người không có ham danh, cho nên chúng ta không thể hiện những cái bậy bạ đó, những cái không đúng đó, cái ảo thuật đó. Chúng ta thực hiện được cái sự sống chết, chúng ta là hạnh phúc cho chúng ta rồi. Cho nên bây giờ chúng ta làm người phàm phu tục tử như bao nhiêu người khác, ăn ngày một bữa sống không thèm khát cái gì khác. Ai cám dỗ gì chúng ta cũng không ham, ai đem tiền bạc cho chúng ta cũng không thích, ai đem danh lợi chúng ta cũng không màng, mọi chúng ta đều tránh hết. Chúng ta biết đời là khổ, mọi pháp đều là có sự cám dỗ, chúng ta tránh hết, không ham muốn gì. Đúng cái điều kiện để mà giúp ích bao nhiêu người lợi, thì cái thần thông này chúng ta dám thể hiện, mà không ích lợi chúng ta không thể hiện. Như thầy đã nói cho các con thấy, thầy ước ao có một ngày nào đó hòa thượng chỉ cần mời thầy về tu viện tức là, nghĩa là thầy trò tâm tình nha. Còn bây giờ mà thầy về đó, thầy thăm rồi thầy làm cái điều này điều khác, thì người ta nói thầy ngoại đạo, thầy không bao giờ mà. Nhưng mà hòa thượng có cái nhã ý muốn mời thầy về đó, rồi thầy trò tâm tình, thầy mới nói cái chuyện tu hành của thầy, rồi thầy mới thể hiện cho hòa thượng thấy những cái điều đó. Nhưng mà chỉ có một mình hòa thượng, chứ còn nếu mà có 5-3 chúng mà ngồi mà xem thì nhất định là hoàn toàn thèm không lại. Thầy với hòa thượng bây giờ đó, trên cái bước đường tu tập con sẽ làm chủ được như vậy, như vậy. Con sẽ thể hiện cho hòa thượng xem thấy cái chỗ tu tập của con như vậy. Thì từng đó hòa thượng chấp nhận, thì bao nhiêu chúng mà theo hòa thượng á, thì được cái sự hướng dẫn của thầy thì hòa thượng chọn. Thầy không có bao giờ mà thầy cầu danh, mà thầy lộ tướng, mà thầy ra người hướng dẫn họ đâu. Hòa thượng chọn cái số chúng của hòa thượng như thế nào mà người mà quyết tu thì cho vào một lần. Thầy chỉ đến đó thầy ở một thời gian với hòa thượng 5 tháng, 10 tháng, 1 năm. Thầy đi tu tới lui thầy chơi vậy thôi, chứ thầy không thấy thầy dạy ai hết. Nhưng mà đôi mắt thầy luôn luôn để ý những cái người mà hòa thượng đã chọn. Thầy cho những người đó phải sống đúng giới hạnh, phải ly dục, ly ác pháp, phản hòa đạo. Thì thầy nằm úp, thầy chỉ ẩn mình mà thầy hướng dẫn họ, để cuối cùng họ đạt được những cái điều kiện đạo đức của đạo Phật rõ ràng. Còn bây giờ thì không, mà thầy về đó thầy làm chuyện đó thầy bày khoe khoang. Hòa thượng chỉ thầy trò mới tình cảm nha. Ở bây giờ Thông Lạc tu như thế nào, Thông Lạc trình lại cho thầy xem coi có đúng hay không, coi thầy tu tới chỗ nào mà Thông Lạc tu tới chỗ nào. Thầy mới trình tất cả những cái này, tâm tình thầy trò nhau tâm tình, rồi chứng minh để trên con đường tu của mình, để cho thầy mình biết rằng đó là như vậy đó, để cho thầy mình có cái niềm tin. Từng đó đó mới đem hết cái khả năng thầy trò mà hợp tác nhau để hướng dẫn người tu, chứ không khéo để lỡ bước người ta uổng cuộc đời tu hành mà đi tới đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ ở trên tâm này nè, chúng ta tu cái tâm nè, biết giọng liền buông nè, buông đi, buông hết rồi có cái tâm, còn cái thân chúng ta không làm chủ thì nó có lợi ích gì đâu. Cho nên thầy nói để cho thấy rằng chúng ta tu nó không đúng 4 cái chỗ này thì nó không thể làm chủ toàn. 4 cái chỗ này mà Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, 4 cái nơi mà chúng ta phải tu tập để làm chủ toàn bộ, làm chủ cả thân tâm, tất cả mọi cái mà ở trên 4 cái chỗ này chúng ta làm chủ. Đó là con đường của đạo Phật, nó chỉ định rất rõ ràng, chứ không phải chúng ta tu cái chuyện hoài, mà tu ngay cả thân tâm của chúng ta ở đây nè, trong thân của chúng ta đầy đủ đó, thì chúng ta nỗ lực tu ngay chỗ đó, gọi là tứ niệm xứ. Bây giờ các con đã được học tứ niệm xứ từ lâu tới giờ, nghe nói tứ niệm xứ chứ chưa biết phải không? Hôm nay biết rõ rồi, biết được cái vị trí, biết được cái chỗ mà chúng ta tu tập. Từ lâu chúng ta tu chứ chúng ta chưa biết tu cái gì, làm cái gì cho nó tốt đó, phải không? Các thầy cứ nghĩ rằng mình tu giải thoát sinh tử thôi, chứ chưa biết làm cái chỗ nào mà cho nó giải thoát sinh tử, phải chưa? Bây giờ thầy dạy tứ niệm xứ mới biết được cái chỗ mà chúng ta làm chủ được giải thoát sinh tử rồi đó. Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi thì tới đây phải nỗ lực tu, tu sao mà cho vừa lòng thầy. Thầy giảng thầy mới không buồn, chứ mà tu mà thầy giảng hết sức như vậy, thầy nói quá rõ vậy đó. Phật dạy hồi xưa thì ngày đó các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì đã hiểu rồi, nhưng mà từ đó, từ khi mà Đức Phật tịch rồi thì không còn ai giảng nữa, cho nên không ai hiểu được cái pháp này hết, cho nên họ chỉ nói lơ quớ vậy thôi, chứ họ không biết đâu hết. Bây giờ thầy đã giải rõ rồi, thì do đó các con phải nỗ lực tu. Tu gì? Thầy nói quá mệt mà các con tu không được là thầy buồn khổ vô cùng. Mà các con tu được tức là thầy nói có mệt, có bây giờ cái thân của thầy bây giờ có nát đi nữa thầy cũng vui nữa, bởi vì thầy nói ra mà có người làm được thì thầy rất vui. Cho nên các con ở bên nữ, các con cũng phải ráng lên đáp ơn thầy chứ. Thầy nói hết mình, từ lâu đến giờ thầy chưa dám nói, thầy không muốn nói, mà bây giờ thầy nói là tại vì thầy thấy thầy tuổi già rồi, ngày mai thầy sắp sửa đi rồi, thầy thúc đẩy các con tu dữ lắm đó. Mà nếu mà các con tu chơi thì chắc chắn là thầy đi mất rồi, chừng đó đừng có nói uổng quá thầy không ở lại để mà dẫn dắt các con nữa. Thầy biết chứ, thầy biết cái tuổi thọ thầy bao lâu thầy biết chứ, thầy không biết sao được. Mà thầy không biết thì thầy làm sao thầy hút thuốc hối mấy con. Thầy biết chứ. Mà sự thật ra thì đối với cái thân của thầy, thầy có thể kéo thêm tuổi thọ thầy thêm được, nhưng mà kéo thêm làm gì cho nó khổ mấy con. Nếu mà mấy con không nỗ lực tu thì thầy cũng làm kéo thêm làm gì ở đây mà cứ nuôi cơm mấy con hoài. Lẽ ra mấy con lớn rồi phải mần nuôi cha nuôi mẹ chứ, sao lại để cha mẹ mần nuôi con hoài. Cho nên các con phải nỗ lực tu. Thầy nhắc nhở như vậy, chứ thầy biết cái tuổi của thầy là tới đâu thầy biết trước. Bởi vì mình tu mà mình không biết thì mình tu làm gì. Nhưng mà ai hỏi thầy không biết gì hết. Mà đối với mấy con thầy nói như vậy thì mấy con biết. Bởi vì thầy lo lắng cái này, lo lắng cái kia, lo lắng cái nọ, là thầy đã biết cái tuổi thầy nó chỗ nào. Chứ còn thầy không biết thầy lo đâu. Thầy nói mình còn sống 5-10 năm nữa chứ thầy không phải là kẻ mờ mịt đâu. Thầy biết bữa nào thầy đi, ngày nào thầy đi, tháng nào thầy đi, năm nào thầy đi, thầy biết điều đó. Cái nhân quả của thầy nó tới đâu thầy biết. Nhưng mà thầy muốn sống thêm thì cái chuyện đó không phải là dễ, không phải là khó đối với thầy. Nhưng mà thầy muốn các con thực hiện đúng với cái nhân quả, để rồi cái sự ra đi của thầy nó cũng thanh thản. Nghĩa là thầy làm xong cái nhiệm vụ với cái tuổi đời của mình đã đúng với cái nhân quả mà sinh ra làm người, mà phải có cái nhân quả tới đó, trả hết cái duyên nghiệp. Còn bây giờ kéo thêm á, tức là mình kéo thêm cho cái thân nó sống thêm để mà trời giúp các con, để cho tu cuối cùng á thì các con lại dễ vui, các con lại nói thầy chắc có lẽ là sống kiếp 2 kiếp 3 kiếp 5 kiếp 10 kiếp nữa, mình là 600-700 tuổi thầy có thể 1000 tuổi cũng được, không có sao. Cho nên các con tu hoài, tu cầm chừng thì tức là không có tới đâu. Cho nên thầy thấy được cái điều mà thầy biết, và các con cũng phải nỗ lực thật sự. Và hôm nay thầy dạy tứ niệm xứ, các con đã rõ rồi. Thầy chưa có giảng vào chi tiết, đây là mới là cái sự tóm lược của cái bản tóm lược của tứ niệm xứ. Nhưng mà xác định được các định của nó, tu tập được pháp nào ở trên đó rồi. Các con thấy nhá, phải rõ không? Các con biết đặt cái pháp nào, tu cái chỗ cái xứ nào, cái nơi đó, cái chỗ đó tu. Mà muốn tu cái chỗ đó thì phải cái pháp đó để tu, chứ cái pháp khác các con đặt tu không đúng đâu. Cũng như bây giờ mình lấy cái bàn chải, cái thùng nước, mình chà cái cục gạch này cho sạch, mà mình không lấy, mình lại lấy cái chuyện khác, thì mình lấy cái nồi cô mình đem mình đặt đó thì nó còn dính lọ thêm, chứ nó có làm sao sạch được, nó sạch đi. Cho nên 4 cái chỗ này thầy đã đặt cho các con biết được những cái pháp để mà các con tu tập. Các pháp đó thì có ngoại phải ngoài kinh sách của Phật không? Đâu có ngoài, ông Phật đã xác định được điều đó mà. Cho nên bây giờ ở trên đó mà thầy dạy các con tu thì cũng không phải ngoài Phật. Bây giờ thì gần 5 giờ rồi, thôi thầy nghỉ các con. Hôm nay thầy dạy tiếp tục mà tứ niệm xứ. Cái gì hôm kia đó thì thầy mới chỉ đọc cái bài tóm lược của tứ niệm xứ, nhưng vì những cái câu hỏi của cô Diệu Quang mà thầy chưa trả lời hết, thầy định lại để trả lời cái những câu hỏi của thầy Chân Thành. Cho nên cô Út thì có hỏi những cái câu hỏi như thế này, nhưng mà thầy chưa có trả lời. Nhưng mà có một câu thì nó nhằm vào ở trong cái bài học tứ chánh cần. Cái câu của cô Út hỏi: ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không thưa thầy? Cái ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không? Bởi vì cô thường nghe nói nó chẳng niệm thiện niệm ác, thì trong lúc cái ý thức của chúng ta đang biết cái không có niệm thiện niệm ác, đó là cái lối của thiền tông đó. Thì cho nên cái ý thức mà thanh tịnh nó có phải là Phật tánh không? Hầu hết đó là bên thiền tông đó, thì người ta nói chẳng niệm thiện niệm ác đó. Thì cái đó là cái ý thức thanh tịnh. Cho nên cô hiểu ngay được cái chỗ đó. Cô hỏi thầy thì cũng không có nghĩ đến cái điều này, nhưng mà cô lại hiểu rằng cái mà ý thức mình không có phân biệt, không có nghĩ thiện nghĩ ác, thì cái đó nó có phải là Phật tánh đúng vậy không? Hay là nó chỉ mới ý thức của chúng ta thanh tịnh thôi? Ý cô hỏi như vậy đó. Cái câu kế thì cô hỏi: thế nào là sự sai khác giữa trí tuệ và thức? Mà cô cũng hay là cô cũng có cái sự suy tư. Cô hỏi thầy cái trí tuệ là cái sự hiểu biết cái này cái nọ cái kia, hay hoặc là người ta nói ra cái mình hiểu liền đó, thì cái trí tuệ. Nhưng mà cái thức nó cũng nằm ở trong cái chỗ đó. Cả con với các thầy phải suy ngẫm là cái chỗ mà cũng hỏi cái chỗ đó. Thầy sẽ trả lời, các con sẽ thấy trí tuệ với cái thức nó có khác nhau không. Cho nên cô hỏi cái trí tuệ với cái thức nó có khác nhau không. Chứ không khéo thì chúng ta cái trong cái trí tuệ hiểu biết chúng ta muốn nói cái này kia thì nó có cái thức chứ, biết nó mới nói chứ không biết là chúng ta nói. Như vậy là cái thức với cái trí tuệ này nó một hay là nó hai, hay hoặc là nó hai cái nó hợp chung nhau lại để nó hiểu biết cái này cái kia. Đó là cái ý của cô hỏi. Rồi cô hỏi thế kế nữa: thế nào là vô minh mà thế nào là minh? Vô minh như thế nào? Cô giải thích thêm cái chỗ này để cô hỏi cho rõ ràng. Vô minh có phải là không hiểu gì hết, nghĩa ai nói gì mình không biết hết, thì cái đó có phải là vô minh không? Còn minh có phải là hiểu biết mọi thứ, cái gì mình cũng biết hết, thì cái đó gọi là minh. Cô hỏi cái đó phải, cái đó là minh không? Hay là minh như thế nào mà vô minh như thế nào? Đó là một cái. Cô hỏi câu kế nữa: trí tuệ có nghĩa như thế nào? Cái trí tuệ mình có nghĩa như thế nào? Hồi nãy thì cô hỏi thế nào là sự sai khác giữa trí tuệ và thức? Bây giờ cô hỏi riêng trí tuệ có nghĩa là như thế nào? Thì coi như là cô cũng sâu sắc lắm, cô cũng hỏi những cái hỏi mà Nếu mà một cái người thầy mà lơ mơ thì chắc chắn là cũng khó trả lời. Ngay cả cái chỗ câu hỏi mà câu hỏi ý thức thanh tịnh, thầy giật mình, thầy nói đâu có ngờ từ lâu tới giờ người ta đâu có nghĩ rằng cái chỗ mà chẳng niệm thiện niệm ác là cái ý thức thanh tịnh, chứ đâu phải là cái Phật tánh, đâu phải là cái tâm thức của chúng ta đâu. Nó mất ý thức thanh tịnh thôi. Rồi tưởng thức nó cũng chưa thanh tịnh cho nên nó còn mộng tưởng. Rồi ý thức của chúng ta nó chưa thanh tịnh cho nên nó mới nghĩ niệm thiện niệm ác, nó mới ham muốn cái này kia. Mà bây giờ nó thanh tịnh tức là nó không ham muốn nữa. Đó, thì nó có cái chỗ mà để thầy sẽ trả lời với các con. Câu hỏi cô còn hỏi câu kế nữa. Tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sinh khởi? Nghĩa là từ lâu đến giờ mình cũng hiểu biết cái này kia, mình cũng thấy cái đúng cái sai, nhưng mà mình tu tập thế nào mà luôn luôn lúc nào nó cũng phải có cái chánh tri kiến sanh khởi chứ. Còn nếu mình không có chánh tri kiến sanh khởi thì mình cứ giận hờn phiền não. Con dạy hoài mọi người mà con thấy như là cái chánh tri kiến họ không có khởi ra được, cho nên họ không có giải thoát được cái thật của mình. Nó là những cái câu hỏi cô hỏi mà thầy chưa có trả lời, vì mắc trả lời cho chân thành. Cho nên tiếp tục thì cô cũng sẽ hỏi những câu hỏi kế nữa. Nghĩa là vấn đạo là làm cho chúng ta rõ được cái con đường mà chúng ta tu tập, nó càng rõ hơn nữa. Còn nếu mà không có hỏi thì như chúng ta lờ mờ lắm. Cũng như khi mà nghe thầy nói mình tu tứ chánh cần đó, thì các pháp ác mình không cho sanh, rồi các pháp ác có sanh thì mình nỗ lực mình đoạn dứt trong ba cái loại định. Nhưng mà khi đoạn dứt như vậy thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó có giống ở chỗ cái ý thức thanh tịnh này không? Hầu hết là các con sẽ nghĩ rằng cái tu tứ chánh cần như vậy nó sẽ giống như thiền tông, nó làm như cái chỗ không niệm thiện niệm ác. Không, các thầy nên nghĩ rằng ở đây ở tứ chánh cần nói là pháp thiện và pháp ác chứ không có nói niệm thiện niệm ác. Nhưng mà bên thiền tông khi mà lục tổ Huệ Năng ngài dạy cho thượng tọa Minh thì ngài nói chẳng niệm thiện niệm ác thì bản lai diện mục của thượng tọa hiển tiền, phải không? Cho nên chẳng niệm thiện niệm ác. Còn ở đây chúng ta cái pháp ác chúng ta ngăn chặn mà chúng ta nuôi dưỡng cái pháp thiện. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái sơ thiền mà Phật có nói rõ đó, vì các pháp ác mà chúng ta ngăn chặn không cho sanh khởi và đoạn dứt các pháp ác, thì các pháp ác chúng ta biết là tham sân si. Mà tham sân si nó không có thì không có nghĩa là ở trong cái trạng thái như là chúng ta ức chế tâm không niệm thiện niệm ác. Cho nên Phật nói ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc. Do ly dục sanh hỷ lạc có tầm có tứ. Lúc bây giờ cái người đó họ còn có sự suy tư, họ còn nghĩ, bởi vì họ nghĩ thiện họ cũng tốt chứ đâu phải không, ai cấm họ. Ví dụ như bây giờ thầy không có khởi tâm tham sân si ha, hoặc là khởi tâm nói giọng ngữ hoặc cái này kia ở trong đầu thầy không có nghĩ, thì đó là đang ở trong toàn thiện. Nhưng mà bây giờ cái đầu của thầy nghĩ bây giờ mình thấy cái người đó ha, hoặc là một cái con vật đó đang bị cũng như thấy giờ con, thí dụ như thấy con chó nó tha con gà đi, thì chúng ta sợ con gà bị con chó nó giết chết đi, cho nên chúng ta khởi cái niệm là hãy cứu con gà đi, thì cái đó là thiện chứ có bắt buộc chúng ta không khởi cái niệm đó đâu, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta thấy một đứa bé nó đi qua đường mà nó sợ, hoặc một bà già đi qua đường sợ xe cộ nhiều quá, chúng ta khởi cái niệm mà bây giờ đưa cái bà già này qua bên lộ, đưa đứa trẻ này qua bên lộ. Hoặc là trong cái buổi tối rồi có một người đi lỡ đường mà họ đến nhà mình họ xin tá túc đỡ, thì mình cũng khởi cái niệm mà như vậy là mình xét coi cái người này tốt hay là người xấu. Nếu mà người tốt thì mình giúp đỡ cho họ trú ngụ qua đêm. Thì như vậy là những cái niệm mà mình khởi như vậy có nghĩa là tầm tứ chứ, có tầm có tứ chứ. Cho nên ở đây ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền có tầm có tứ. Cho nên một người mà nhập sơ thiền thì họ có năm cái điều kiện ở trong đầu họ nhập sơ thiền. Mà họ ly dục thì họ có năm cái điều kiện. Tầm tứ nè họ có nè, nhất tâm họ có nè, chứ không phải là họ hết. Các ác pháp thì họ diệt hết, họ không có để trong tâm của họ những cái niệm mà làm cho họ đau khổ, làm cho họ thương ghét. Thì như vậy rõ ràng nó sai khác với cái ý thức thanh tịnh của thiền tâm độ. Thì cái câu hỏi mà của cô Diệu Quang hỏi cái chỗ này á, ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không thưa thầy? Đúng là tại người ta nhận cái ý thức thanh tịnh đó là Phật tánh, nhưng Đức Phật cũng đã xác định rằng cái ý thức mà thanh tịnh đó không phải là Phật tánh, không có phải là Phật tánh, mà Đức Phật nói rằng cái ý thức thanh tịnh nó sẽ đưa cái người đó đi vào cái chỗ không vô biên xứ. Đây là một cái bài kinh. Vì cô hỏi mà thầy thì sợ trả lời theo cái ý của mình thì mọi người sẽ nghi rằng thầy đặt điều, nhưng mà đây là cái bài kinh của Phật, cho nên thầy có nhớ thầy đọc ở trong cái bài kinh đó. Cái bài kinh đó gọi là Đại Phương Quảng Kinh. Có một người cư sĩ hỏi Đức Phật, cái ý thức thanh tịnh đó nó như thế nào đó. Thì vị cư sĩ đó hỏi, ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn có thể đưa đến gì? Năm căn là gì các thầy và các con biết không? Năm căn là như thế nào? Mình bỏ, bởi vì ý thức là nó có ý căn ở trong đó rồi, cho nên cái ý căn nó bỏ ra, nó có 6 cái căn. Mà ở đây chúng ta tính 5 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn là con mắt chúng ta này, nhãn căn là cái con mắt, mà nhĩ căn là lỗ tai chúng ta. Căn là cái phần gốc của cái năm cái điều này, nó có 5 cái: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Không, bỏ cái ý đi. Thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta chẳng niệm thiện niệm ác, thì cái ý thức của chúng ta bây giờ nó đang ở trong cái chỗ không niệm thiện niệm ác, tức là nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh không có liên hệ với năm căn, tức là nó nghe mà nó không phân biệt. Cho nên ở bên thiền tông độ nó không phân biệt, nó vô phân biệt nữa. Nó thấy mà nó không phân biệt, nó không nghĩ, nó không có khởi nghĩ rằng cái màu này màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nó thấy màu xanh màu vàng thì hay vậy, chứ nó không có phân biệt. Nó nghe cái âm thanh đó trầm bổng thì nó cũng không phân biệt, mà nó có nghe thôi chứ nó không phân biệt. Cho nên lúc bây giờ ở đây cái người cư sĩ này hỏi, ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn, nó có thể đưa đi đến đâu, đưa đến cái chỗ nào? Thì Đức Phật trả lời, này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn, có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không vô biên xứ, đó là cái câu của Đức Phật trả lời. Mà thầy nói rằng ý thức của cái người mà ý thức chẳng niệm thiện niệm ác sẽ lần lượt họ sẽ đi vào những cái định tưởng. Thì hư không biên xứ tưởng, các con nghe thầy nói, khi trước kia thầy xác định như vậy thì, nhưng mà không đem cái bài kinh để xác định. Hôm nay đem cái bài kinh của Phật để xác định cho các con thấy rõ ràng là thầy nói rằng khi một người tu thiền đông độ thì họ do ức chế tâm họ mà diệt tầm tứ, cho nên ý thức họ nó không có vọng tưởng, nhưng mà họ sẽ rơi vào các định tưởng. Thầy chỉ nói vậy thôi. Ở đây thì Đức Phật xác định cho biết là ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn nữa, tức là vô phân biệt rồi. Thì lúc bây giờ nó sẽ đưa đi đến không hư không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ đó. Mà hư không là vô biên á, thì lúc bây giờ nó có thể đưa đi đến chỗ nào nữa? Nó có thể đưa đi đến thức vô biên. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ khi mà tu, Hòa Thượng thấy cái tâm mình nó phủ trùm, nó là thức vô biên, cái biết nó phủ trùm, nó là thức vô biên. Cho nên Hòa Thượng lạc vào ở trong cái thức vô biên xứ. Mà thức vô biên xứ thì tại vì nó có chữ vô biên đó, cho nên nó sẽ đưa cái vị đó đi đến cái chỗ vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ, mà vô sở hữu xứ thì họ ngỡ tưởng đó là cái chỗ phản bổn hoàn nguyên của họ đó, cái chỗ mà không có xứ sở, không có tên, không có tuổi, không có vật gì hết, hoàn toàn là không có một cái gì trong đó hết. Thì đó là họ tưởng là đó là chỗ phản bổn hoàn nguyên, nhưng mà họ lạc vào ở trong 3 cái xứ, 3 cái định tưởng này. Nếu mà họ tu đúng họ rơi vào chỗ này, còn nếu họ không tu đúng thì tự cái chỗ mà không vô biên xứ này họ đã tưởng mình đã phủ trùm nè, hay là thức vô biên xứ này họ đã tưởng mình đã phủ trùm rồi. Từ đó họ bị các pháp tưởng, họ gặp các pháp tưởng, cho nên họ ở trong cái chỗ này lanh quanh mà họ không ra được. Đây là một cái bài kinh của Phật đã xác định được cái thiền đông độ, nó đứng ở trong cái vị trí, nó ở chỗ ý thức thanh tịnh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền, tức là ý thức thanh tịnh chứ gì, nó chẳng có niệm thiện niệm ác. Mà bây giờ cái ý thức của chúng ta chớ đâu phải là tâm thức của chúng ta. Còn một cái người mà người ta nhập tứ thiền là cái ý thức người ta phải ngưng, và tưởng thức người ta ngưng, cho nên người ta hết mộng. Do đó cái tâm thức người ta mới đánh thức dậy, cái thức nó mới đánh thức dậy. Vì vậy cái thức đó nó không phải là ý thức thanh tịnh nữa. Đó thì hôm nay do cái câu hỏi của cô Út mà thầy phải lật cái cuốn kinh mà trước đây thầy đọc. Hồi sáng này thầy phải đi tìm cái câu để mà đáp cho nó đúng với cái lý của đạo Phật. Chứ còn thầy nói nó chỉ rơi vào trong cái định tưởng. Thì cô Út hỏi thầy cũng nói rơi vào trong định tưởng, thì cô cũng không tin. Cô nói thầy nói vậy thì cũng chưa xác định lắm, bởi vì cho nên thiền đông độ con gặp khách mà họ hỏi thì coi như họ tự đắc cái chỗ này lắm, còn nói rơi vào tưởng như thầy thì họ cũng chưa tin thầy đâu. Hôm nay thì rõ ràng là lời của Phật đã nói chứ không phải là thầy nói, nhưng mà cái chỗ tu và cái chỗ nói của thầy qua kinh nghiệm của thầy nó không sai với Phật. Đó là để rồi sau này thầy trả lời rất nhiều những cái điều kiện mà cô hỏi thầy. Thầy sẽ trả lời hết để làm sáng tỏ được cái con đường tu tập. Và cũng do cái chỗ hỏi này mà thầy xác định cái tứ chánh cần và cái chỗ mà niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện niệm ác của thiền đông độ, để thấy chỗ tứ chánh cần nó khác cái chỗ mà chúng ta tu tứ chánh cần, nó khác cái chỗ niệm thiện niệm ác. Bởi vậy hồi nãy thầy có xác định cái tứ chánh cần nó chỉ nói rằng pháp thiện và pháp ác, chứ không nói niệm thiện niệm ác thì nó có khác. Bởi vì lấy trong thập ác và thập thiện thì chúng ta cân ra thì chúng ta thấy nếu thập ác có thì thập thiện nó không có, mà thập thiện có thì thập ác không có, chứ không phải chúng ta giữ niệm thiện niệm ác. Cho nên khi đó chúng ta ly dục ly ác pháp thì chúng ta có tầm có tứ, có hỷ có lạc. Cho nên nó có bốn, nó có năm, nó có năm cái quả vị của cái trạng thái ly dục ly ác pháp là có tầm có tứ, có hỷ có lạc và có nhất tâm. Nhất tâm là bây giờ các con thấy rõ ràng, bây giờ cái tâm của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái không có một cái niệm nào hết, hoàn toàn duy nhất có một cái tâm của mình với cái trạng thái hỷ lạc của nó do ly dục sanh hỷ lạc. Đó là có cái nhất tâm. Nhưng mà trong cái nhất tâm đó nó có tầm có tứ, khi nó khởi một niệm gì là do cái niệm thương đối với chúng sanh, cái tâm từ của nó mà nó còn ở trong tứ vô lượng tâm nữa. Cho nên cái niệm của đó nó không phải là gọi là cái niệm ác. Giúp đỡ một cái người khác đang gặp cái tai nạn thì đâu có nghĩa rằng nói đó là niệm ác được. Mà bên thiền tông thì khởi một cái niệm như vậy thì cái ý thức của họ không thanh tịnh, họ không cho có cái niệm nào xen vào đó, cho nên họ chăn trâu, họ giữ ông chủ, hoặc là họ tri vọng là cốt mục đích là không có niệm thiện niệm ác, nghĩa là toàn bộ không có niệm thiện niệm ác. Còn ở đây chúng ta có niệm thiện được chứ đâu phải không. Cho nên trong cái bài song tầm là tức là hai cái niệm song song với nhau, thì Đức Phật dạy chúng ta nên diệt cái niệm ác, cái tầm ác, chứ không phải là cái niệm, cái tầm ác. Còn cái tầm đây nó không phải là cái niệm, mà cái tầm là cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái tư duy của chúng ta gọi là tầm. Còn cái mà diệt tầm diệt tứ thì diệt cả những cái luôn, cả những cái niệm vọng tưởng của chúng ta luôn hết á, cả tầm tứ cũng không có cho khởi lên hết á, thì không cho suy nghĩ hết á, thì đó mới là thiền đông độ. Cho nên nó cứ chế mà không cho một niệm nào, không cho khởi một niệm nào ra phân biệt cái này cái nọ kia. Còn ở đây chúng ta thấy cái sự đau khổ, chúng ta khởi cái niệm thấy đau khổ, chúng ta khởi cái niệm thiện, chúng ta giúp đỡ. Đó thì học về tứ chánh cần mà không rõ thì chúng ta sẽ lầm nó là coi như là tu theo thiền đông độ, tức là chẳng niệm thiện niệm ác. Còn ở đây phải biết phân biệt cho rõ, do cái chỗ biết phân biệt cho rõ đó thì chúng ta mới thấy được cái đường tu của mình nó rõ ràng. Mà nếu nó không có rõ ràng thì chúng ta sẽ lầm lạc. Còn bây giờ nó rõ ràng rồi thì chúng ta không lầm lạc nữa, coi như chúng ta tu tứ chánh cần không phải là tu chẳng niệm thiện niệm ác. Thì rõ được như vậy thì chúng ta mới thấy là con đường chúng ta khác, không có giống cái con đường của thiền đông độ. Còn nếu không thì chúng ta làm ở cái pháp này nó cũng giống ở cái pháp thiền đông độ. thì cái đó là cái hiểu sai. Cái hiểu sai cho nên thầy do cái câu hỏi này thầy muốn làm sáng tỏ thêm cái phần mình tu tứ chánh cần để không có hiểu lầm lạc. Thì trong cái tứ chánh cần mà hiểu được rõ như vậy thì hàng ngày các con nỗ lực tu tập thì các con sẽ lìa được năm cái chi, lìa xa được cái năm chi. Năm chi đó gọi là ác pháp, năm chi đó gọi là tham sân si mạn nghi. Thì năm cái chi này mà lìa được thì chúng ta mới gọi là ly dục ly ác pháp. Mà ly dục ly ác pháp thì chúng ta có năm cái đức. Năm cái đức tức là năm cái quả, mà năm cái quả đó là hỷ lạc tầm tứ và nhất tâm. Nó cái kia nó lìa ra năm cái thì cái này nó đạt được năm cái quả của nó thì nó mới thể hiện được một cái định sơ thiền của nó. Thì chúng ta thấy đi vào đạo Phật thì chúng ta phải rõ, nếu một người mà chưa ly năm cái điều kiện là tham sân si mạn nghi mà chưa có lìa nó được năm cái đó thì nó không bao giờ mà nó có năm cái đức, năm cái đức của nó, năm cái quả của cái ly đó. Cho nên nó năm cái quả đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Thì các con nhớ nó rất rõ, bởi vì mình lìa cái này thì mình phải được cái này, còn mình lìa chưa được thì nó chưa được cái gì hết. Cho nên cố gắng mà làm giữ cái được cái niệm thiện luôn luôn sống ở trong thân và tâm của chúng ta, mà đừng cho một cái niệm ác, dù ai nói nặng nói nhẹ như thế nào, đừng có khởi nghĩ đến cái ăn cái uống cái này cái kia, đừng có nghĩ đến những cái nhà cái cửa hoặc là những cái tư riêng gì cả hết, bỏ hết để cho cái tham sân si của chúng ta nó đều lắng xuống hết, ác pháp nó đều đi hết, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái kết quả của sự giải thoát của tứ chánh cần rất là rõ ràng và cụ thể. Chúng ta có pháp tu mà, tứ chánh cần chúng ta có pháp thiền.